Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi mọi người mua hàng liên hệ xuống hỏi em nè, 034 830 843. Rồi em cập nhật cái phần thông tin món hàng đã bán ở dưới cái tiêu đề của cái video này á. Mọi người bấm vô rồi xem nó còn hay thì mình hãy liên hệ ha. Rồi mọi người bấm vô cái nút đăng ký kênh để mình theo dõi mấy cái video mới nó thông báo về cho mình để mình xem được sớm nhất ha. Hôm nay là video 88, em giới thiệu mấy cái món đồ sau đây ha. Rồi đầu tiên là cái cây đục của Nhật, cây đục dũm ha, đục nó tròn á, đây đục tròn, lưỡi nó về như vậy ha mọi người, nó còn nguyên như vậy nè, em không có mài hay là giũa lại nha. Rồi cây này nó có kích thước là chiều dài 20. Lưỡi này là một phân, lưỡi một phân thôi mọi người. Rồi cây đục dũng này có mã là 8801 nha, giá bán 200.000. Tiếp theo em về được một cái cuộn chì rất là đẹp, đây cuộn chì 1 kg luôn, một cuộn chì của Nhật. Chì Nhật thì mọi người hàng ra cái mối hàng rất là đẹp luôn, nó bóng mà nó sáng mà nó dính rất là cao. Chì Nhật á, nó có sẵn cái nhựa hồng trong đây nha mọi người, mình không cần phải chấm nhựa hồng gì hết, nhựa hồng nó có bên trong cái ruột của dây chì luôn. Rồi chì này là cuộn chì này là trọng lượng 1 kg, dây chì là 1.6 mm nha mọi người. Đây rồi cuộn chì có mã là 8802 nha, giá bán 600.000. Tiếp theo là về một cái cây kéo cắt cành nữa. Kéo này thì cái dòng này là chữ A, nó được làm là nó háp cái lưỡi nó nè, lưỡi hợp kim thép rất là cứng, hai mặt lưỡi đều là hợp kim ha, mặt dưới này cũng hợp kim nè, thép hai lớp nè, lớp ngoài là thép bình thường, lớp trong là thép hợp kim rất là cứng. Đây kéo này có kích thước là 18 cm ha. Đó, tình trạng như vậy mọi người. Đây em quay cận cảnh cái lưỡi nè. Nó bây giờ thì lưỡi nó như vậy. Em không có sửa hay là mài nha. Đó, cũng không có nhận sữa hay mài thì mình không có chiên ha. Đây là hết hai lớp nè, đó hai lớp mọi người thấy rõ ha, lớp trong là hợp kim thép mộc nè, mộc có trên đây luôn, mộc đây nữa, tán đồng luôn. Rồi cái kéo này có mã là 8803 nha, giá 300.000. Tiếp theo là một cây hước IKEA 45 độ. Đây dòng hước IKEA 45 độ. Đây hước trơn nha mọi người, không có số gì á. Rồi, cái hước này có mã là 8804 ha, 150.000. Tiếp theo về một cái cây này rất là đặc biệt, cây cân lực điện tử luôn của KTC nè, đầu 3/8, đây Made in Japan sản xuất luôn, nhìn ngoại hình rất là ok đẹp đây, nhưng mà nó khổ nổi nó không có lên nguồn mọi người đó, nên em bán đây có đảo chiều luôn nè, nên bán đại như là cây không như là cây cơ vậy cho mọi người về nghiên cứu ha, không mấy mình để về xài cũng được, để về xài bình thường không có cân lực, đây là nó cân lực điện tử á, có đèn nè, có còi báo rồi pin nguồn thì cong lên, màn hình thì còn đẹp nè. Rồi bán nó là giá 300.000 nha, mã là 8805.
Rồi, tiếp theo là một cái hùng. Đây, cái hùng lùng ngà. À, mọi người coi ngoại hình bên ngoài ha. Hùng đồ nghề của đây Toyo, Toyo Tun, hùng của Toyo của Nhật mọi người. Đây máy in Japan luôn. Đây là nó chóc sơn tí thôi chứ nó không có bị sét ha mọi người. Đây hùng nó còn rất là sáng. Đây máy sáng nè, thép nó còn sáng. Đây Nhật sản xuất mọi người, nó nổi nguyên chữ to luôn. Đây đáy hùng nè, rất là đẹp, trông còn rất là đẹp. Rồi kích thước của cái hùng này là 37 ha, chiều dài 37, ngang 21, chiều cao là 9, chiều cao đóng nắp là luôn là chiều cao đóng nắp là 10.5 cm mọi người. Rồi cái hùng này khá là đẹp, ok. Để em đo lại kích thước nè, chiều dài là 37 ha, ngang nó là đây full ra tới bên ngoài là 22, chiều cao là 10.5 ha. Cái hùng có mã là 8806 nha, giá 550 ngàn. Rồi tiếp theo một cái vòi tưới cây, một cái vòi xịt nước. Đây nó có điều chỉnh nè, vặn ra vặn vô điều chỉnh cái bét. Vòi này bằng nhựa mọi người, đây gắn đuôi chuột ha. Đây vòi bằng nhựa, kích thước nó là 13.5. Cái đuôi chuột này là cỡ 10. Đây đuôi chuột nhỏ nhất là 16, lên cái phần to là 10-20 ha. Rồi cái vòi tưới nước này có mã là 8807 ha, giá 150 ngàn. Tiếp theo về ba cái ổ khóa số, còn rất là đẹp, ổ khóa số của Nhật ha. Đây ổ khóa rất là đẹp của hãng này của Nhật luôn. Đây rất là đẹp mà, nhưng mà nó không có kèm theo cái số, nên giờ mình muốn mở thì phải đưa cho ông thợ bẻ khóa, ông mở trong vòng 30 giây ha. Mấy ổ này ông mấy người chuyên mở khóa mở rất là dễ, rất nhanh luôn. Đó, mở ra thì anh em xài ha. Rồi đây bằng nhôm đúc nè, cầm rất là nặng, nặng tay ha. Này sắt, này nhôm. Rồi ba cái khóa rất là đẹp ha, có mã là 8808 nha, giá 250 ngàn ba cái. À, bán ba cái luôn mọi người, không có bán lẻ gì hết cái này nha. Rồi tiếp theo là mấy món linh tinh nữa, đây 24 món, 4 món này 150 ngàn mười. Đây có ổ cắm, là ổ cắm ba chân của Nhật nè, ba chân dẹt của Nhật ha. Nó chịu tải là dòng 15A, rồi 15A chân dẹp. Cái này là để cắt cái móng chó, rồi móng thú cưng ha, chó mèo gì đó, còn rất là đẹp của Nhật sản xuất luôn. Cái này là cái bật lửa mọi người, đây đó, còn đá luôn á. Đây có điều chỉnh lửa lớn nhỏ luôn nè, ở đây bơm ga nè, nhưng em không có ga để em bơm, mọi người về bơm thử đi. Em nhập hàng về là nó y nguyên vậy ha. Nó làm cái xe rất là đẹp, nặng nữa, như cái này bằng nhôm hay gì á, cầm rất là nặng tay, rất là đẹp. Có cao su luôn nè, cái bánh có cao su luôn. Xe nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây là một cái con dao gì đó, hay là cây sủi gì đó, nó có cái mũi nhọn mà không biết làm gì luôn. Rồi xếp lại, xếp phải bấm khóa dưới đây luôn, làm rất là cầu kỳ. Rồi 4 món mọi người,
bốn món này có mã là 8809 thôi, giá 150.000. Rồi đánh nhanh luôn bốn món. Rồi tiếp theo rồi một cái quạt ha, em còn mấy cái quạt này nhưng mà nó bị lỗi mọi người, và nó lỗi cái này nè, điều chỉnh nó không lên, là bây giờ mình bật quạt thì nó một chế độ thôi đó, mở lên thì xài ha, chạy rất là êm mát nữa. Rồi mở lên để về xài ha, hoặc tắt thôi khỏi cần quẳng này. Cái này là hàng xuất Nhật mọi người, điện 110 con, hàng xuất Nhật nha chứ không phải là Nhật sản xuất đó, điện 110 nha. Rồi cái quạt này có mã là đây 8810 ha, giá 300.000. Em còn mấy cây nha mọi người, mọi người mua thì có cây trắng cây xanh ha, đó cây thì nó màu trắng, có cái thì nó lỗi, nó mất cái nó không có cháy cái đèn này luôn ha, nhưng mà vẫn chạy ok, nó vẫn chạy như vậy nè, mở lên là chạy. Rồi bán 300.000 ha, mã 8810. Rồi em kết thúc cái video đây ha, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua ha. Rồi hẹn gặp lại.